ếch kêu quá trời luôn. Để lên đây kiếm, để lên đây săn thử coi có con nào không nha. Ếch kêu, ếch kêu các bạn ơi, để mình nhìn, để mình nhìn mình bắt coi. Thấy à, mình thấy à, mình thấy à, mình thấy à. Hai con. Hai con bự không mẹ ơi. Con nó nhảy mất tiêu rồi. Con nó nhảy mất tiêu rồi. Nó chuẩn bị mất cặp á, nhưng mà hình như là giờ nó chưa mất cặp đâu, khoảng giờ mới có 8 giờ rưỡi à. Nên khoảng 1 2 giờ đêm á nó sẽ mất cặp là dễ bắt lắm. Cái anh đằng kia là nãy bắt cá quá trời luôn á, anh đi bắt cá anh phải cầm theo cái dao cá lóc là lấy dao chặt. Nãy chị mình bắt cũng được mớ nữa, hồi nãy mình cũng có đi bắt nhưng mà trời mưa mình không có đem đi heo điện thoại, bây giờ trời hết mưa rồi nên giờ đi bắt cua. Ở này đây thấy con cua nè. Đây, cái clip này là mình đi bắt cua cho các bạn xem. Dân quê mỗi lần tới mùa mưa là cua nó xuống nhiều lắm. Mấy bạn nghe tiếng nhái kêu ra không? Tối nay nè, tối nay khoảng 1-2 giờ là ếch nó kêu nhiều. Tới giờ đó là đi bắt ếch. Ở đây bắt cua là mệt nghỉ hay sao á, cua nhiều quá. Ây da. Đây con đây nè. Ủa đây mấy con luôn á. Thôi đây hai con luôn nè. Hai con luôn bạn ơi. Á à, một con kia nó chạy rồi. Bắt thì con, bắt hai con không bắt không được. Mất cầm điện thoại với cái bao rồi. Video có gì quay không được tốt các bạn thông cảm nha. Tại vì mình không có cầm được cái điện thoại. Đang cầm cái cây. Còn cua ở đây chui đâu đâu mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi hả? Qua đây nè. Đây con này. Đó. Ấy trời ơi. Đây con nữa nè bạn ơi. Quá trời cua luôn. Chết mẹ vớt. À đây con nữa nè. Đó. Mà khoan để vớt cái con này rồi mình mới bắt được. Cua da, mày cắn ra mày. Chết mẹ nó cắn rồi. Cua da. Mày nha mày. Nhỏ mà nó cắn đau quá. À, nó cắn cái gì.
con cua này nãy giờ nó không biết chạy là gì. Thôi mày thử. Cua nó bò nghêu ngao luôn các bạn ơi. Cua gì đông hết nè. Đây một con nè, thấy chưa? Đó. Ở đây con nè. Nó mới chui đây nè. À nè nè. Đó. Để bỏ bao trước con này. Trời ơi, cái video này chắc dài lắm á bạn ơi. Bắt mãi giờ không hết luôn nè. Cua quá trời cua. Đây cua nữa nè. À, con cua bự. Cua bự. Bên đây có con nữa nè. Nó đang chạy. Cái vụ này làm như nuôi cua thì sao đây. Quá trời cua luôn.